Có bao giờ bạn tưởng tượng hình ảnh của mình khi già đi? Mình sẽ sống tại một nơi như thế nào? Cùng với ai? Thức dậy trong tâm trạng ra sao? Khi ấy, điều gì là quan trọng? Thứ nào chẳng còn giá trị nữa? Liệu tiền bạc vật chất, công danh địa vị còn cần thiết hơn sức khỏe? Liệu cái tôi muốn chứng tỏ, những ham muốn từ bản ngã còn xâm chiếm, hay tất cả bạn cần chỉ là sự bình yên trong tâm trí? Bạn đã mất những gì? Đã bao lần thất bại trong sự nghiệp? Bao bạn bè, người thân đi qua đời? Nhưng cũng đã được biết bao trải nghiệm, bài học và tình yêu thương. Nên dù đang ở độ tuổi nào, được hay mất, hãy luôn tin rằng mỗi chúng ta đều đang trên hành trình của riêng mình một cách đúng đắn nhất. Ngay bây giờ, ở đây, hãy trọn vẹn trong giây phút hiện tại và luôn sẵn sàng cho hành trình phía trước với nụ cười nhiệt thành, hân hoan.